Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến một bài đọc ngắn trong đề thi GPT và chúng mình nhớ làm bài trước khi check cái phần đáp án ngày hôm nay nhé. Bây giờ câu hỏi của mình là trong cái đoạn văn này thì tác giả đang nắm bắt đúng không? Đang nắm bắt hoặc là đang coi cái internet là một cái thứ như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ cùng đọc này. Zoho ka global ka to iware siya o hirogeru beki jidai ni jitsu wa kiwamete kagirareta sekai sakai de shika zouhou ya gachikan o erarete inai hito ga fuete iru you ni omoimasu. Thì cái câu này khá là dài và cũng khá là trúc chắc luôn. Các bạn sẽ để ý vào các cái dấu phẩy đầu tiên này, iware này, tiếp đến là jidai ni này, xong là jitsu wa nọ nọ kia, xong là đến tận cái hito ga fuete iru you ni omoeru, nên là đến tận cái hito ở đây nó mới là một cái cụm miêu tả về số người đấy tăng lên đúng không? Tiếp đến là omoeru, ở đây là có thể nghĩ rằng là, có thể cho rằng là số người như thế nào, số người mà đang chỉ có shika này đi với là erarete inai là số những cái người mà chỉ có thể nhận được cái giá trị quan và những cái thông tin trong cái xã hội hay là trong một cái thế giới mà vô cùng giới hạn ấy. Cái từ kiwamete đằng sau nó sẽ là miêu tả một cái tính từ hoặc là một cái động từ mang tính chất nào đó, thì nó sẽ nhấn mạnh cho cái tính chất đó. Vậy kiwamete thì nó sẽ đi với kagirareta là rất là hạn hẹp, rất là giới hạn. Và số những cái người mà chỉ có thể tiếp nhận được những cái giá trị quan hoặc là những cái thông tin ở trong một cái xã hội hoặc là một cái thế giới gọi là vô cùng giới hạn thì đang tăng lên. Tiếp đến cái từ ní ở đây mình sẽ hiểu là trong cái thời đại mà được coi là, mà người ta nói rằng là toàn cầu hóa hoặc là thông tin hóa, rồi cũng như là trong một cái thời đại mà cần phải mở mang tầm nhìn, thì trên thực tế số người mà chỉ có thể tiếp nhận được những cái thông tin hoặc là những cái giá trị quan vô cùng là hạn hẹp đúng không, trong một cái thế giới gọi là vô cùng hạn hẹp thì lại đang ngày càng tăng lên. Internet wa sekai jiu doko ni demo tsunagarimasu ga jibun de isuki shinai to kagirareta kachikan no zouhou dake ga atsumari sara ni fukaku hairikomu. Internet là internet, thì mặc dù tsunagarimasu ga, mặc dù là có thể liên kết được bất kể nơi đâu ở trên thế giới, tuy nhiên thì nếu như mà bản thân mình không tự ý thức thì sẽ chỉ đúng không, dake ga atsumari sẽ chỉ tập hợp được những cái thông tin của cái giá trị quan rất là giới hạn hoặc là hạn hẹp này. Và thậm chí hơn nữa là mình còn đang bị harikomu, là bị vùi sâu vào trong cái thông tin đấy. Tiếp đến này, sekai kan o hirogeru internet ga gyaku ni sekai kan ya gachikan o hasamete shimau siya kyosaku ni uchiraseru dōgu to natte shimau no desu. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn vào các cái dấu phẩy này, là internet to, internet to thì sẽ hirogeru, có thể mở rộng được cái thế giới quan, nhưng mà ngược lại lại đang bị làm thu hẹp, lại đang thu hẹp lại cái giá trị quan hay là cái thế giới quan, và nó đang trở thành một cái công cụ mà khiến cho chúng ta rơi vào cái tầm nhìn gọi là hạn hẹp. Cái siya kyosaku ở đây người ta đang giải thích là mieru hanii ga semaku naru koto, là cái tầm nhìn của mình nó bị trở nên gọi là hạn hẹp, trở nên bé đi. Vậy là cái no desu ở đây là giải thích lý do này, lý do tại sao mà nó lại có cái câu vàng vàng ở bên trên đây, là mặc dù internet đang kết nối ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng mà nếu mà mình không ý thức thì mình sẽ chỉ có thu thập và bị vùi sâu vào trong những cái thông tin mà có giá trị quan rất là giới hạn. Bởi lẽ rằng là nodes, bởi lẽ rằng là internet nó đang làm thu hẹp lại cái giá trị quan và cái thế giới quan, và nó đang là cái công cụ và nó đang trở thành một cái công cụ mà khiến cho mình rơi vào một cái trạng thái gọi là tầm nhìn rất là hạn hẹp. Thế nên là chúng ta sẽ thử xem cái phần đáp án nó nằm ở dưới đây, nó là nằm thuộc câu nào. Internet thì được tác giả đang hiểu và nắm bắt ý nghĩa với cái nội dung như thế nào. Câu 1 là gì ạ? Kagirareta zouhou ya kōjin no kyōmi no aru mono o eru ni wa benri na dōgu de aru. Đây là một công cụ tiện lợi để có được những cái thứ mà
cá nhân có cái niềm hứng thú hay là những cái thông tin mà đã được giới hạn thì cái câu này sai rồi nhá. Nó trở thành một cái công cụ tiện lợi này thì là người ta đang không có nói tới, mà người ta đang nói là nó đang trở thành một cái công cụ mà khiến cho chúng ta rơi vào một cái trạng thái được gọi là cái phạm vi tầm nhìn của chúng ta bị hạn chế cơ. Nên câu này bị sai này. Câu 2 là gì? Iskiste shio shina kereba jibun no kachikan ni atta jouhou ga eranai koto ni naru. Nếu mà mình không ý thức sử không nếu như mà mình không sử dụng cái internet một cách có ý thức thì sẽ không thể nào có được cái thông tin phù hợp với cái giá trị quan của bản thân. Thì cái đoạn mà không thể có được những cái thông tin phù hợp với giá trị quan của bản thân thì là không có nhắc tới này. Câu 3 là gì ạ? Bendina monodaga tsukai kata ni kyo tsuke nai to kagirareta sekai de ikiru koto ni naru. Là mặc dù internet là một cái thứ rất là tiện lợi nhưng mà nếu chúng ta không để ý về cái cách sử dụng thì chúng ta sẽ sống trong một cái thế giới vô cùng là hạn hẹp. Thì nó chính là cái ý của cái bài này, kagirareta sekai đúng không? Thì nó chính là cái kagirareta kachikan này, rồi kagirareta sekai này này. Thì chúng ta chỉ có đang tiếp nhận những cái thông tin rồi những cái giá trị quan nó rất là giới hạn thôi nếu như mà mình không để ý tới nó. Đấy, ở đây trong bài nó có các cái cụm từ tương đương như sau này. Tsukai kata ni kyo tsuke nai to thì nó sẽ bằng là jibun de isuki shinai to là mình không ý thức này, hoặc là mình không để ý thì là mình sẽ chỉ tập hợp những cái thông tin rất là giới hạn đúng không? Thì nó chính là bằng với lại kagirareta sekai de ikiru koto ni naru. Còn câu số 4 là gì ạ? Hiroi siya o Usinawazu ni shiyou sureba yori fukai jouhou o eru koto ga dekiru. Nếu như mà bạn sử dụng mà nếu như mà bạn sử dụng mà không đánh mất đi cái tầm nhìn rộng lớn thì bạn sẽ có thể có được những cái thông tin sâu sắc hơn. Thì cái ý mà Hiroi siya o Usinawazu ni shiyou sureba đây là đang bị sai nhá. Với thêm cái ý nữa là yori fukai jouhou này người ta cũng không có nói tới, mà người ta chỉ đang nói về cái việc là chúng ta sẽ chỉ nhận được những cái thông tin giới hạn thôi này, đúng không? Và nếu như mà chúng ta không ý thức thôi, còn cái đoạn mà chúng ta mất đi cái tầm nhìn rộng lớn là người ta cũng không nói tới, nên đáp án của mình nó chỉ còn cái số 3 này thôi nhá. Thì khi mà làm một cái bài đọc ấy, đặc biệt là các cái bài ngắn thì mình sẽ phải luôn luôn đọc cả bài là cái đầu tiên. Cái thứ hai đó là mình đi tìm trong cái câu đáp án đấy, cái ý ở trong câu đáp án nó sẽ tương đương với cái câu nào, với cái ý nào, với cái đoạn nào ở trong bài thì mình mới có thể khẳng định được một cách chính xác đây là đáp án. Còn nếu không thì là mình sẽ đọc một cách rất là hời hợt ý, thì nó cũng sẽ có cái khả năng nhầm lẫn rất là cao. Những cái bài N1 thì nó không còn đơn thuần là word by word nữa, mà nó cần phải chúng ta tư duy logic một chút, hiểu ý của bài để mà có thể tìm được cái cách diễn đạt tương ứng. Ngoài cái việc là đọc ra thì mình còn phải hiểu nữa, nên là nó khó ở cái chỗ đó. Thì chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào cái bài tiếp theo.